Vâng, Audio Cường Nguyễn xin chào tập thể quý vị và anh em. Nên là chiều ngày mùng 8, bên cửa hàng về được một bộ dàn đại Kenwood 5G. Bộ dàn này về gồm 6 thớt, khiển, dây loa xịn theo dàn, còn nguyên giấy khai sinh nhé. Gồm 6 thớt. Rồi cả đĩa than luôn này, than 5G này, CD này, Tuller, air quay, âm ni và cassette, loa này đẹp như mới luôn. Anh em nhìn này, hàng mạng anh em nhé, yên tâm. Đấy, anh em nhìn loa này. Đấy, đẹp xuất sắc luôn. Ê căng này. Test chi tiết từng thớt một cho anh em. Đĩa than này. Kim tự động. Công suất là 135W nhé. Có các cổng vào. Đấy, ở đằng trước này có các nút để chuyển kênh đầu vào và một cái dãy hàng này. Anh em nào nghe CD thì bấm vào CD, nghe tab thì bấm vào tab, hoặc AUX, cổng DAT, quang DAT. Đấy, cổng video AUX đằng trước này có đây. Có chỉnh bass jack đây. Loa này là công suất là 100W trên một loa nhé. Bass 25. Gân vải tẩm dầu mang carbon rẻ quạt. Đây, hai loa nhìn đẹp à. Tuyệt đối luôn anh em nhé. Đây, còn nguyên mâm than này. Đây, nguyên mâm than này, mặt mũi rất đẹp. 6 thớt. 5G, 7G nó chỉ khác nhau ở âm ni, e quay. Đấy, và đôi loa thôi anh em nhé. Còn lại là 7G, tất cả CD 7G, 5G, nắp cho 7G và 5G. Nó chỉ khác cái quay âm ni và đôi loa. Đấy, dành cho 7G. Đây, bên cửa hàng vẫn còn nhiều AD này. A và D 7G kìa. A97. Đấy, NS07 kìa. Đấy, NS07 đằng sau loa kìa. Đấy, rất nhiều.
Em xin báo giá bộ dàn này luôn. Đấy, bộ dàn này bán với giá là 13 triệu, chưa bao gồm phí vận chuyển. Đấy. Anh em nào lấy mâm than thì lấy khiển, thì không lấy mâm than, không lấy khiển thì trừ tiền đi. Đấy. Còn combo như thế này, 6 thớt gồm cả khiển, dây loa, sách và đấy, là 13 triệu. Đấy. Anh em mua thì liên hệ theo hai số điện thoại 0986 737 347, 0868 559 829. Địa chỉ là ngõ 225 đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang. Đấy. Bên em vẫn ship toàn quốc khi anh em chuyển cọc và gửi xe đi khắp các tỉnh thành. Vâng. Cũng như thường lệ là trước khi gửi này, hướng dẫn anh em có clip hướng dẫn lắp ráp và clip test cho anh em hướng dẫn sử dụng. Đấy. Gửi ship thì anh em cứ kiểm tra hàng đúng hàng nhận. Đấy. Bên em vẫn bảo hành 6 tháng. Đây là hàng mạng nhé, anh em yên tâm về máy móc, tất cả bao zin luôn. Đấy. Đây test anh em bản nhạc. Kích thước của bộ dàn này sao? Chiều rộng là 1m, chiều cao là 56, chiều sâu là 35. Đấy. Anh em cứ sắp xếp khoảng cách chỗ nhà mình để cho nó tiện. Và ngày mai xin kết thúc video ở đây. Trước khi kết thúc video thì xin anh em bấm vào nút chuông và cho xin một nút like để chia sẻ đến anh em bạn bè người thân biết để theo dõi những sản phẩm mới nhất từ bên Audio Cường Nguyễn Bắc Giang. Em xin chào toàn thể anh em. Cảm ơn.